À, không khéo tuôn thời gian rồi người ta nói thôi bà chặn hết bây giờ đấy, tức là sư hổ mang hay là sư nhán lửa đấy. Ừ. À, chúng ta nhớ là kiểm kiểm lại này. Vậy thì quan hỷ địa quý vị thấy coi, à, vui giống là tại vì cái chỗ này không vui sao được, mình phát hiện nghĩa là bấy lâu nay mình chưa biết, mà bây giờ khi mà mình tu hành mà chạm được cái chỗ đó rồi, đến được cái chỗ đó rồi, quý vị thấy coi còn cái gì nghĩa là sung sướng cho bằng. Bởi vì chúng ta đã nhận ra được một cái lẽ lẽ thật, và từ cái lẽ thật đó nó sẽ giúp cho quý vị kiên định được cái lập trường tu hành của mình, là không có còn dễ gì lui sụp nữa hết. Tại sao? Tại vì chúng ta biết rõ cái nào thật cái nào giả. Chứ lâu nay chúng ta vẫn còn mờ mờ mịt mịt cái chuyện này lắm. Mình học nghĩa là bao nhiêu lý thuyết gì chứ chưa chạm tới đó thì không thể nào đủ niềm tin đâu. Không thể nào nghĩa là thật sự là có một cái niềm tin vững chắc ở ở ở nơi cái thực thể này. Chỉ khi nào chúng ta chạm mặt được rồi, rõ ràng à, chân thật như vậy đó à, thì như vậy thì là không không có còn nghi ngờ nữa. Cũng giống như cái trường hợp bây giờ chúng ta học về cái hành trình mà sinh tử. À, nói rằng bây giờ mình mang cái thân này thì ở bên đây chúng ta cần phải có ăn, có mặc, có thở, à, có điều kiện vân vân. Còn khi chúng ta buông cái thân này ra rồi á, ta sống với cái thần thức á, thì nó nhẹ nhàng lắm, nó chẳng cần ăn, chẳng cần mặc, nghĩa là nó cũng kể cả thở nó cũng không cần thở nữa. Mà nó muốn đi đâu thì nó đi rất là nhanh, nó khởi niệm một cái là nó bay trong hư không nó đi. À, rồi nó gặp ai á, thì nó đọc được cái tâm niệm của người đó, chứ không phải là chỉ thấy cái hình tướng thôi. Thì ta nghe nó giống như Tề Thiên Đại Thánh không bằng á. Nhưng mà mình chưa hề qua bên đó làm sao mình dám tin. À, ở bên đây chúng ta quen rồi, cơm ngày ba bữa mà không đủ là la làng liền, đúng không nè, ôm tỏi lên. Còn bây giờ nó không ăn không mặc nữa, chả có kỳ gì đấy. Nhưng mà khi quý vị thật sự trải nghiệm qua cái chỗ này rồi, mình buông cái thân này mình thoát ra rồi, thì chúng ta vẫn có đầy đủ cái hiểu biết, vẫn biết nghĩa là vẫn thấy vẫn nghe, à, vẫn nghĩa là có cái hiểu biết. Nhưng mà lúc bấy giờ vì không có cái thân này đúng là không mặc, vì không có cái thân này cho nên đúng là không ăn, vì không có cái thân thể xác này cho nên đúng là không cần thở, và do không có cái thân này cho nên cái ý niệm của quý vị vừa khởi một cái là đến đó liền. Sự thật nó là như vậy đấy. Như vậy thì chỉ cần chúng ta trút cái thân này, chúng ta bước qua bên kia thôi, là cái chuyện này nó quá cụ thể, nó rõ ràng. Nhưng mà khổ nỗi trong cuộc sống của chúng ta, nếu một lần chúng ta buông cái thân này, chúng ta qua bên kia thì không dễ gì trở trở lại. Nó đơn giản là như vậy đó. Không dễ gì chúng ta trở trở lại để mà nói cho bà con mình biết. Như vậy thì nếu như chúng ta có dịp mà chúng ta trở về thì quý vị thấy coi nó rõ chưa, nó quá rõ rồi. Thành ra như vậy thì những cái gì mà ngày nay chúng ta đang o bế, nghĩa là bồi bổ củng cố cho cái thân này, thì cũng chỉ là tạm tạm mà dùng vậy thôi, chứ có mang được đâu, đi đâu. Cho nên cái điều đó nó sẽ rất là rõ. Một ai mà đã đi từ cửa tử mà trở về rồi á, thì họ sẽ thấy của cải vật chất đúng như là giống như là những cái món đồ trò chơi của trẻ con mà thôi. Rồi tại sao vậy? Là qua bên đó mình không mang cái này theo cũng chẳng có chết chóc gì cả. Thế mà lâu nay ấy, người ta lại nghĩa là tô bồi, người ta nghĩa là lại vẽ vời đi qua bên đó, nhớ cầm theo một mớ giấy tiền vàng mã, để lỡ ông Diêm Vương hay là đầu trâu mặt ngựa nó có hỏi thì xì nó ra đút lót cho nó. Quý vị thấy con cái hiểu như vậy đó nó hết sức là lệch lạc. Chưa hề đi qua bên đó mà dám biết rằng bên đó cần cái xài. Mà thôi thì nó nói như vậy đó. Nếu nói rằng ở bên cái cảnh giới nó cần xài tiền thì mình lấy tiền thật mình đốt qua, chứ mắc gì mình lấy cái tiền mà nghĩa là không có chữ ký của thống đốc ngân hàng á. Quý vị thấy coi bao nhiêu cái cơ sở mà làm giấy tiền vàng mã toàn là cơ sở chui không à. À, như vậy đó mà dám nói là cầm cái tiền đó qua bên đó để mà lo đút lót, à, lo nghĩa là lót đường. Đấy. Chỉ cần một lần chúng ta có cơ hội qua bên đó rồi thì quý vị thấy coi mọi việc nó đã hiển bày ra rồi. À, không có thể nào ngờ được, không có thể nào gạt gẫm mình được. Cho nên ai mà có dịp qua bên đó rồi thì về họ thấy cái chuyện mà hiện tượng đốt tiền, giấy tiền vàng mã hay là áo quần mũ mão gì đó, họ thấy buồn cười quá. Rõ ràng qua bên đó mình có cần những cái thứ này đâu, mình vẫn cứ sống, vẫn cứ mà có những cái cần cần giúp đỡ thì người ta lại không biết để giúp đỡ. Thí dụ đi qua bên đó vì chúng ta không có cái thân này,
Cho nên chúng ta sống lại bằng toàn bộ cái tiềm tàng của mình. Mà trong cái tiềm tàng đó, có khi nó mãnh liệt quá, nó làm cho mình quên. Mình đang là người tu rồi, nhưng mà cái quá khứ của mình nó nổi lên cái mình quên. Thì bỗng chốc nghĩa là mình đi theo cái nghiệp quá khứ. Thì ngay lúc đó đó, nếu như huynh đệ của mình, nếu như người thân của mình mà có hộ niệm cho mình, thì chắc là chúng ta sẽ biết quay đầu trở lại. Chúng ta sẽ sực nhớ lại cái chuyện tu hành của mình, để mình nghĩa là không tiếp theo cái chuyện là sai quấy đó. Nhưng mà thường thường ở bên này có đâu có biết là người ra đi sẽ gặp những cái nguy cơ đó đâu. À, mà họ chỉ nghĩ theo cái cách nghĩa là ở nơi cái trần gian mà thôi. Ở cho nên những cái việc họ làm đôi lúc nghĩa là rất là tốn kém, nhưng mà lại không lợi ích gì cho người ra đi. Còn ngược lại, nếu cái người mà đã hiểu rồi, thì quý vị thấy như thường thiền sư Nam Tuyền, chỉ cần một tiếng hét lên mà đã cứu nghĩa là đệ tử của mình thoát ra khỏi cái kiếp làm con heo. Đó. Khi nghĩa là trên đường ông đi ông quên á, ông suýt chút nữa ông nghĩa là vào cái cảnh giới đó, thì thiền sư Nam Tuyền biết. Cho nên ngài chỉ cần hét lên một tiếng thì ông tăng đó ông quay là ông thấy có bóng dáng một cái người tu. À, vừa hét lên một tiếng thì chừng đó ông mới sực nhớ, ủa mình người tu mà mình vào đây làm gì? Thì nhờ đó mà ông thoát ra. Cho nên cái sự hộ niệm đó, nó không phải là đợi tới niệm Phật, đến tới tụng kinh, mà nếu như cái người người ta đã thông chỗ đó rồi á, thì người ta biết là cái người cái thần thức này đang đi đến đâu. À, trên cái bước đường đó mình làm cái gì để giúp cho họ cảnh tỉnh trở lại. Thành ra một tiếng hét cũng là trở thành một bài kinh hộ niệm. À, ngài chỉ hét một tiếng thôi, ông quay lại ông thấy bóng dáng của một người tu, ông sực nhớ liền, ủa mình người tu mình vào đây làm gì? À, thì như vậy hôm nay chúng tôi chia sẻ một phần ngoại lệ là để cho quý vị có gì ứng dụng ở trong cuộc sống của mình. Nhớ cái nào mà chúng ta có thực hành thì cái đó nghĩa là mới quả thật là một cái kinh nghiệm quý báu. À, một cái nghĩa là thực chứng của mình đó, cái kết quả đó thì chúng ta đem ra ứng dụng thì không nghi ngờ nữa. Còn cái nào mình chỉ còn ở trong lý thuyết thì thôi, chúng ta nương theo cái lý thuyết đó, chúng ta phải dụng công để mà đi đến được nghĩa là cái thực hành đó. Chứ đừng có ỷ lại ở trên cái chỗ lý thuyết đó mà chúng ta hài lòng, thì coi chừng có ngày mình sẽ hố. Có ngày là chúng ta sẽ vỡ đó, nghĩa là mình nghĩa là cứ nói nghĩa là buông thùa ra rồi nghĩa là thế này thế nọ, nhưng mà chưa nếm trải qua cái thực chứng, nghĩa là cái qua cái kinh nghiệm đó thì rất là nguy hiểm. Và cũng có thể không chỉ là gạt người ta, dối người ta, mà dối cả mình nữa. Bởi vì mình chưa được đi đến đó, mà mình cứ nghĩ ra là trong cái ảo tưởng của mình đã thành tựu rồi, thì quý vị thấy là nguy hiểm vô cùng. Vậy thì cái nơi, cái địa thứ nhất này gọi là hoan hỷ địa, vui vẻ đó là vì chúng ta đã nhận ra được con người thật. Mà con người thật đó thì nó lại không mắc kẹt bởi hai bên. Nó không có dính vào nhân, nó không dính vào pháp. À, tức là nó không có bị mắc kẹt cái đó. Thành ra chính cái đó là chúng ta đến được với con người này là ngay đó là giải thoát. Đó, đến được như vậy là quý vị không có bị ràng buộc nữa, còn cái gì vui cho bằng. Cho nên gọi là rất là vui. Nhưng mà nhớ cái rất vui này không có nghĩa là chúng ta cười hỉ hả tối ngày mà gọi là rất là vui. Nếu mà cười hỉ hả tối ngày thì cái đó cũng cần phải đi kiểm tra lại. Nhớ không? Ừ, đó. Rồi qua tới cái địa thứ hai là ly cấu, tức là lìa được cái dơ. Thì xin thưa với quý vị, cái gì mà nó dính á, nó mắc lại thì mới có gọi là có sạch có dơ. Thí dụ như cái nền nhà của chúng ta đây, khi mà bụi nó bay trong không gian này, nó lắng xuống không? Nó lắng xuống cái nền này. Cho nên quý vị mới thấy rằng à, nó có một cái lớp nghĩa là bụi. Rồi mình nói nó nhơ, nó dơ, mình mới lấy chỗ mình quét. Quét xong rồi thì mình nói nhà sạch. Chứ thật sự bản thân á, cái nền nhà này, cái gạch này nó có dính không? À, nó không có dính, nhưng mà khi mình thấy một lớp bụi thì mình cho nó là dơ. Đó, thì ở đây chúng tôi nói cái chỗ này nói ly cấu có nghĩa là lìa được cái dơ. Thì thường người ta quan niệm là do cái chỗ chúng ta tu hành, ta chuyển hóa được tham sân si, ta chuyển hóa được phiền não, đi tới cái phần nhỏ nhiệm, không còn một cái tì vết nào nữa hết, thì gọi là đã lìa được cái dơ xấu. À, lìa được cái dơ xấu. Thì ngày hôm nay cái đoạn này chúng tôi xin nghĩa là chia sẻ với huynh đệ bằng chính cái kinh nghiệm, nghĩa là ở trong cái chỗ thực hành. Chứ nếu không á, chúng ta ở trên lý thuyết á, thì quý vị nghe cái đoạn này đây. Này là chúng tôi lấy từ ở trong
cái lời giảng giải của các vị đó. Bồ Tát ở ngôi vị này đã tẩy sạch hết tất cả trần cấu phiền não ô nhiễm và giữ tâm Bồ Đề được hoàn toàn thanh tịnh nên gọi là ly cấu địa. Thì ta nghe cái đoạn giải thích này, quý vị có cái cảm nhận ra sao? Như vậy Bồ Tát phải tu dữ dằn lắm, tu nghĩa là nhiều lắm thì mới có thể đến đây được. Tức là chuyển hết những cái phiền não trong tâm, giữ được nghĩa là cái tâm Bồ Đề thanh tịnh, đúng không? Hai yếu tố này, chuyển hết phiền não, giữ được tâm Bồ Đề. Mà khi nói đến đây rồi thì huynh đệ nào có kinh nghiệm tu thiền, quý vị thấy sao? Thấy sao? Đó. Bởi vì như lúc nãy chúng tôi đã trình bày rồi, cái phiền não tham sân si nó đâu phải của mình đâu, mà bây giờ mình thấy có cái công trạng là mình đuổi nó ra được, mình dẹp sạch nó được. Nó tại vì cái thói quen, nghĩa là chấp thủ của mình. Thí dụ bây giờ quý vị mất một cái của cải thì thói quen lâu nay là chúng ta giận lên, tại vì mất mát mà, thành ra chúng ta giận lên rồi chúng ta có thái độ thế này thế nọ. Nhưng mà nếu mà một vị á, mà người ta đã mở được cái cõi lòng rồi thì người ta có thể dễ dàng chuyển được, như chúng tôi đã trình bày với quý vị. Cũng đồng thời đi xuống, người này cũng mất đôi dép, người kia cũng mất đôi dép, nhưng mà một người thì nổi giận đùng 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 lên: trời ơi, tôi đi chùa mà cũng còn bị ma quỷ, nghĩa là nó phá phách nữa, tu hành mà cũng gặp như là chướng duyên nghịch cảnh, mà cái chùa thì cái thiền viện Tuệ Quang này ngộ ha, ở đây toàn ăn trộm cắp không à, hết chết đâu trời ơi. À, bởi vì tới đây mình bị mất đôi dép rồi, mình giận quá là bắt đầu buông ra những cái lời nói thế này nọ. Nhưng mà ngược lại có một vị khác á, người ta cũng bị mất nhưng mà nói: trời ơi, đỡ quá, tôi muốn bố thí mà chưa có dịp, bữa nay huynh đệ nào nhận thôi tôi bố thí luôn cho rồi. Thì quý vị thấy coi, rõ ràng là sự việc cùng nhau giống nhau nhưng mà hai cái phản ứng khác nhau, và nó đi đến cái kết quả là gì? Bên kia với những cái lời nói bất như ý đó đã ngậm sẵn cái hạt nghĩa là hạt giống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn bên này nghĩa là chưa đến đi đến cứu kính giải thoát đi nữa, thì người này ít ra với cái tâm bố thí như vậy cũng đã là lên cõi trời rồi. Cái tâm đó là tâm của chư thiên, phước báo của chư thiên rồi. Đó, quý vị thấy không? Sự việc là như nhau, cũng đồng thời là mất đôi dép, nhưng mà tại sao người ta chuyển được? Một bên thì chúng ta để cho thói quen nó dẫn dắt mình, để rồi mình lại tạo tác những cái hạt giống của tham sân si, rồi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Còn bên đây người ta chỉ cần nhẹ nhàng: ô, lâu nay tôi không có dịp bố thí, bữa nay ai nhận như vậy thì thôi cũng được bố thí, không có buồn giận gì cả, mà coi đó là mình đã được cái cơ hội bố thí thì sao? Đó là đã có được cái hạt giống của cõi trời là tối thiểu đó. Đó, chúng tôi nói như vậy là để cho quý vị thấy một cái sự việc như vậy. Còn nếu nghĩa là chúng ta tu được cái hạnh bố thí ba la mật thì sao? Thì đây nó coi như là đó là một cái cách để mà mình chia sẻ. Mình có dư, người ta thiếu, cho nên người ta mới cần, người ta mới nghĩa là mượn của mình. Mà đã mượn rồi thì quý vị chỉ cần nghĩa là suy nghĩ: trời ơi, biết đâu chừng cái người mà họ mượn cái đôi dép của mình là cha mình, mẹ mình đời trước, hay là nghĩa là huynh đệ, thầy bạn của mình thì sao? Thì như vậy bây giờ chúng ta có cơ hội trả ơn rồi. Đó, quý vị thấy không? Mỗi một cái tầng bậc cũng đồng thời là một việc, nhưng mà cái tâm của chúng ta chỉ cần nghĩa là nhích qua nhích lại chút xíu thôi, kết quả khác nhau liền. Một bên này thì đi xuống nghĩa là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, một bên thì lên được cõi trời, mà lên nữa nghĩa là tới bố thí ba la mật thì sao? Đó là đã bước vào cái bàn chân của cái sự nghiệp của các vị Bồ Tát. Cũng là một sự việc nó xảy ra như vậy. Thì do nghĩa là cái trình độ tu chứng của mình ở mức độ nào thì chúng ta sẽ có nghĩa là cái cách sống, cái cách thể hiện đó, thì quý vị sẽ ứng vào cái nhân quả đó. Đấy, thì như vậy cái ly khấu ở đây chúng tôi muốn xin nhắc với quý vị là nó không phải nó đã dính ở trong tâm mình, bây giờ mình lo dọn lo quét rồi mình mới thấy mình có kết quả, mà vì lâu nay chúng ta nhầm, vốn dĩ cái tâm của mình là nó không có dính mắc cái này, nhưng mà chúng ta có cái thói quen, cái gì mình lấy vào thì mình cũng thấy là cái đó của mình, tức là có cái chỗ là chấp ngã, có chấp ngã thì mới có sở hữu của mình. Cho nên bây giờ rồi sở hữu của cải vật chất thì đã đành rồi, kể cả những cái tình cảm quý vị thấy coi cũng vậy nữa, đến mức độ là vui buồn là do một cái nhân duyên nó đến với mình,
Thế mà rồi xong rồi mình cũng thấy hôm nay tôi vui lắm. Đó. Hay là hôm nay tôi buồn lắm, tôi tức lắm, tôi giận lắm. Như vậy là có tôi trong đó nữa rồi. Mà hãy có tôi thì thành ra quý vị mới thấy rằng bây giờ mình phải dẹp, mình phải lo dọn thì mới gọi là ly cấu, tức là lìa cái dơ đó. Chứ còn khi chúng ta có thực tế tu tập rồi, nhận ra được cái con người thường trực của mình, thì quý vị mới thấy rằng con người thường trực đó có dính gì tới tham sân si không. Đây nha, ngay bây giờ quý vị ngồi đây thì đang ngồi nghe pháp, nhưng mà bỗng nhiên mình nhớ cái gì, nó thuộc về tham, nó thuộc về sân, nó thuộc về si mê lầm chấp. Quý vị biết không, tuy rằng lỗ tai của mình nghe pháp, nhưng mà trong tâm của chúng ta vừa khởi niệm là đã biết. Nó vừa nghĩ đến cái món ăn gì đó chiều nay sẽ được đãi, đó là nó tham ăn rồi đó. Biết chưa? Biết. Nó vừa nhớ tới bóng dáng người nào hôm qua mình mới chửi lộn với người đó. Rồi, rồi, tức là nó là sân đấy. Và cứ như vậy, mỗi một cái niệm nó khởi lên thì chúng ta biết rõ. Nhưng mà quý vị thấy nè, cái con người thường trực đã biết rõ, nhưng mà y có bao giờ y thêm bớt gì trong đó không? Nếu mà mình vừa khởi lên, y nói nè 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 nè, nhớ nghe ăn hai cái chứ đừng có một cái, hai cái. Có gì không? Có khi nào y nhắc thêm cho mình cái chỗ đó không? Hay là thí dụ giờ mình vừa nhớ tới ai, cái mình nổi cái nhớ lại ngày hôm qua mình mới chửi lộn với họ đó, cho mình sân. Thì nói, giận thêm nó đi. Vâng. Người đó chỉ làm một cái nhiệm vụ rất là trung thực, biết rõ cái điều mà chúng ta đang khởi niệm. Chứ còn y không bao giờ tham gia thêm bớt gì trong đó cả. Như vậy tại sao chúng ta không nhận ra là y đâu có tham sân si? Chứ nếu y mà có tham sân si á, là y sẽ tô bồi vô liền. Còn ngược lại, khi mà quý vị mà vừa nghĩ đến một cái món ăn, rồi trong tâm của chúng ta thầm, chúng ta nói nhớ cái này mình phải ăn hai cái mới hả dạ, mà nhớ là phải ăn với cái gì mới ngon. Thì xin thưa quý vị, không phải y. Y thấy được cái ý niệm đó của quý vị. Bằng chứng là gì? Mình vừa khởi niệm ăn hai cái, y biết mình muốn ăn hai cái. Mình muốn ăn với cái loại rau sống gì, y biết mình muốn ăn với cái loại rau đó. Rõ ràng là y đâu có tham gia vào. Y biết rõ cái khởi niệm của quý vị, nhưng mà không hề tham gia thêm bớt vô trong đó. Ồ, như vậy thì chỗ này tuyệt quá. Tại sao chúng ta không nhận ra là rõ ràng y không hề đồng hóa trong tham sân si. Biết rõ tham sân si mà không đồng hóa trong tham sân si. Mà một khi không đồng hóa tham sân si thì như vậy chứng tỏ y sao? Y đâu có dính gì tham sân si đâu. Cho nên nếu như chúng ta phát hiện được như vậy, bây giờ con đường chúng ta quay lại sống với người đó, thì quý vị lập tức nghĩa là thể nhập được, nghĩa là cái đặc tính, nghĩa là của cái thực thể đó, của cái con người đặc biệt đó. Tức là ta trở về, nghĩa là ta thể nhập vào chỗ đó, thì tức là ta không dính mắc gì tới tham sân si nữa. Còn hiện nay á, mình tu á, mình cứ nghĩa là gột, mình thấy mình tham, cái mình tìm cách mình trừ cái tham. Mình thấy mình sân, mình tìm cách mình trừ cái sân, mà hãy quên cái nó nổi trở lên. Là tại sao? Mình đè nó xuống thì nó nổi trở lại. Còn bây giờ mình biết rõ còn có một cái chỗ không hề dính, thì quý vị chỉ cần trở về với cái chỗ đó thôi, không cần phải đè, không cần phải gạt gì hết. Và sau cùng, cái điều mà thật là bất ngờ nhất, quý vị chỉ cần đặt một câu hỏi. Mỗi khi chúng ta tham, chúng ta sân giận, chúng ta si mê, chúng ta lầm chấp, thì quý vị chỉ cần đặt câu hỏi, ai đã làm cái việc này? Ai đang tham đó? Ai đang sân giận đó? Thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy lòi ra được một cái gì? Hoàn toàn là cái bản ngã mình thôi, chứ có ai đâu. Quý vị mà vô ngã thử một cái rồi làm gì còn chuyện này. Đúng rồi. Đó. Đây, muốn biết không nè, thầy sẽ dẫn chứng cụ thể đây. Khi quý vị đi sinh hoạt về, thấy hai đứa bé đang đánh lộn, thì cái khởi niệm đầu tiên của chúng ta là gì? Chạy nhanh tới, can đừng cho hai cháu nó đánh lộn. Ồ, đẹp vô cùng, rất là công bằng. Nhưng mà khi mình đến gần á, trời ơi, cháu ngoại của mình đang bị thằng kia nó giọng, đánh lời nó con, không phải ngoại phụ với con, trời chết ngộ không. Như vô hình chung là mình lại nghĩa là phụ họa thêm cho cái trận đánh đó rồi, chứ không phải là mình can. Quý vị thấy không, rõ ràng
Khi mà quý vị đi đường tới mà thấy cháu ngoại của mình là bị thằng kia nó giọng 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 như vậy là quý vị chịu sao nổi. Quý vị, đánh nó đi con, để phần ngoại phụ với con, chết không? Nó thành ra người lớn thành mất thành trẻ con. Lúc nãy cái tư tưởng của chúng ta rất là đẹp, ta phải can ngăn nó, trẻ con nó không biết với nhau thì nó mới đánh gì chứ người lớn ai làm chuyện này. Nhưng mà khi mình đến đó rồi thì mình lại nhập cuộc với nó mất rồi. Đó, mình đã nhập cuộc rồi, thành ra mình lớn mà thành nhỏ mất rồi đó. Thì không biết là các Phật tử chúng ta xét lại coi mình có bị cái chuyện này không nào. Hình như hơi thường đấy. Hơi thường có đấy. Mới thấy hai Phật tử cãi với nhau, nó trời ơi huynh đệ tu hành mà cãi giả. Nhưng mà vô cái trời ơi bà này phe mình. Chết không. Thế là bắt đầu binh cái bà đó. Đó là sỉ giả cái người kia. Đó thì quý vị thấy đó. Chúng tôi mượn cái câu chuyện ở bên ngoài là để nhắc lại cho quý vị thấy cái thực thể ở trong nội tâm của chúng ta. Y giống dĩ là không có hề thân sơ, y không có nghĩa là có cái hiện tượng mà như vậy. Cái hiện tượng như vậy đó, khi chúng ta đến chúng ta thấy tại sao mình phải phụ giúp với người này, phải binh vực cho người kia, đó là quý vị đã có ngã. Thành ra mới có thân, có sơ. Đây là người thân của tôi, đây là cái người dân nước lã, đây là người tôi không quen biết, còn người này tôi quen biết. Như vậy nếu không có tôi thì ai quen biết? Rõ ràng là chúng ta hoàn toàn là lộ diện cái bản ngã của mình hết rồi đó. Quý vị xét thử coi, nếu như nghĩa là mình không có mình thì lấy đâu là thân, là sơ, là quen, là biết? Phải có mình chứ. À, thế thì đó, đến nghĩa là thấy đứa cháu của mình thì đó là trời ơi cháu của tôi mà nó bị đánh như vậy tôi phải phụ nó. Thành ra mình nhào vô mình nhập cuộc luôn. Thành ra người lớn hay gì là cái người tỉnh táo, cái người đàng hoàng thì cuối cùng là chúng ta cũng không đàng hoàng, không tỉnh táo. À, mình nghĩa là nhập cuộc với trẻ con mất rồi. Đó, đó là cái hiện tượng ở trong tâm của quý vị khi mà nói tới cái chuyện ly cấu là như vậy đó. Thế thì thành ra cái bồ đề tâm á, là vốn dĩ chúng ta đã sáng tỏ, bởi vì xét lại coi, có niệm nào mà gạt y được. Kể cả quý vị ngủ, mà quý vị nằm chim bao, quý vị ăn dụng thôi, thức dậy mình cũng biết nữa. Chứ nếu y mà cũng ngủ theo mình á, thì làm sao chúng ta thức dậy chúng ta biết? Đúng vậy nè, quý vị nằm mơ nè, thức dậy còn nhớ lại được. Chứng tỏ rằng cái tâm của mình nó có ngủ không? Nếu nó ngủ là mình không còn biết được cái chuyện đó. Có đằng này nghĩa là quý vị thấy nghĩa là thức dậy quý vị nhớ lại trong giấc chim bao. Rồi nghĩa là chim bao thì tuy rằng nó chỉ là cái mộng mị thôi, thế mà rồi nghĩa là những cái chim bao đó nó xảy ra mình vẫn có thể mình nhớ. Hay là chúng tôi nói một cái điều cho nó gần gũi hơn, nếu như cái con người thường trực của mình á mà họ cũng có ngủ nghỉ, y mà cũng có ngủ nghỉ đó, thì khi mà quý vị vào phòng muốn gọi ai mà mình không có dám gọi lên tiếng, quý vị chỉ cần bật đèn, thì có những cái trường hợp á chúng ta bật đèn cái người đó cũng tỉnh nữa. Ngoại trừ cái người đó mê ngủ quá thì mình phải lai họ dậy, mình phải gọi họ lại. Còn có nhiều cái trường hợp á, quý vị thấy coi, mình chỉ cần bật đèn thôi là cái người đó họ cũng giật mình, họ thức dậy. Thì cái hiện tượng mà giật mình thức dậy được á là do đâu mà có? Rõ ràng thân của chúng ta thì đã ngủ rồi, cái tâm của mình nó cũng mê mất rồi. Chỉ có cái giác của mình, tức là cái con người thường trực không ngủ, cho nên y mới có phản ứng được cái chỗ đó. Đó, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra đây là một cái hiện tượng mà tại sao mình lâu nay mình không có quan tâm, thành ra mình mới không có nhận ra được một cái lẽ thật, để cho nó cứ lầm qua. Có đó mà cứ để cho nó lầm qua. Chứ còn bây giờ chúng ta thấy rõ những cái hiện tượng này mình phải suy nghĩ chứ. Tại sao lạ vậy? Cái thân mình đang ngủ, tâm mình cũng mê ngủ, mà tại sao bật đèn cái mình biết mình thức dậy được? Thì còn một cái, chắc chắn là còn một thứ không ngủ rồi, nó mới phản ứng được với cái chỗ đó. Chứ nếu mà nó ngủ hết trơn á, thì không thể nào phản ứng được như vậy. Nhưng mà có những cái trường hợp quý vị có mà quý vị không phản ứng được là gì? Là tại lúc đó mình mê quá, mình ngủ sâu quá, hay là nói là cái thói quen ngủ nghỉ của mình nó đậm đà quá, cho nên rồi chúng ta không phản ứng. Chứ không phải là không có nhận biết đâu. Đấy. Thì đến đây rồi chúng tôi xin nhắc lại để cho quân đệ chúng ta nhớ, cái ly cấu này gọi là lìa cái dơ. Nhưng mà cái dơ này không phải là do cái công mà chúng ta lau chùi, chúng ta quét dọn, mà chỉ cần nghĩa là quý vị nhận ra thực thể của nó là gì, nó không có dính thì nó làm sao nó dơ. Đó,
Đó, thì như vậy thì không không thể nào nghĩa là đổ lỗi, nghĩa là nó bị dơ rồi tôi phải lau tôi dọn. À, như trường hợp lần trước chúng tôi đã dẫn chứng cho quý vị, cái gương soi mặt hàng ngày đó, khi mình soi không được á, thì không phải tại gương nó ố, không phải tại gương nó dơ, mà dơ là tại bụi nó đóng lên. À, mà thường thì chúng ta lại lầm, chúng ta lại cho rằng bụi nghĩa là cái gương nó bị dơ, cho nên mình mới gọi là lau gương, đúng không nè? Chúng ta thường hay nghĩ gì đó, tôi đang lau cái gương, chứ thật ra là tôi đang lau bụi để lộ cái sáng của gương. Gương nó giống dĩ nó sáng, chứ nó không có mờ tối. Nhưng mà nó mờ tối là do bụi nghĩa là phủ che lên. Thì bây giờ mình lau là lau cái bụi thôi. Như vậy, ngày hôm nay mọi cái việc tu hành của chúng ta là chẳng qua chúng ta gọi là giải trừ cái thói quen của mình, cái nghiệp của mình. Chứ không phải tu là để đắc cái đó, tu để chứng cái đó. Cái đó đã có sẵn. À, như vậy thì chỗ này là huynh đệ nhớ, ta đừng có lầm nha. Bởi vì nếu như quý vị lầm một cái á, là mình đi trệt đường, cố gắng đi tới đó đặng mình được cái như vậy, để mình chứng được cái gì, để mình có kết quả như vậy, thì coi chừng mình đã vớ nhầm cái thứ gì rồi, chứ không phải là quay trở lại. Bởi vì quay lại là cái của mình đã sẵn có rồi, thành ra mình chẳng là dọn dẹp những cái chướng ngại, những cái mà nó khuất lấp thôi, chứ đâu có phải là thực sự là cái đó là cái mới mẻ. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ, ngày xưa quý vị còn nhỏ, bố của quý vị có bỏ một cái viên ngọc gì đó trong chéo áo của quý vị, hay là trong nhà của quý vị, nghĩa là có một cái vật báo. Rồi khi mình lớn lên á, thì bố đã mất rồi cho nên mình không biết. Nhưng mà có người chú nào đó hay người bà con thân quen đó mới nhắc lại, con à con tìm lại coi hồi xưa bố có để lại cho con cái đó đó, con tìm lại coi. Thì khi mình tìm được á, thì tưởng chừng như là mới. Rõ ràng là mấy mươi năm nay mình không có đụng tới cái vật báo này, bây giờ mình đụng được nó rồi thì phải mới không? Mới. Nhưng mà có đúng nghĩa là mới không? Không, cái này của bố mình để lại cho mình mà mới cái gì. Đó. Hiện nay quý vị đang có một cái vật báo đó, nhưng mà mình vẫn sống trong cái gì? Cái cảm giác là không có, thành ra phải đi tìm. Mà chính vì mình cảm giác không có, mình đi tìm, thì coi chừng mình sẽ tìm cái thứ gì á, chứ không phải là quay trở lại. Thành ra cái chỗ này cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta chỉ cần sai lệch một chút xíu thôi là đường tu của chúng ta nó lệch lạc liền, nó không đi đúng nghĩa là cái mục tiêu. Đó là cái địa thứ hai, thì nói về cái chỗ ly khấu. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ với quý vị đến cái thứ ba. Bởi vì chỗ này huynh đệ cứ đi chậm chậm nha, chúng ta học kỹ để mình biết được con người thật của mình. Rồi từ đó nghĩa là sau này khi quý vị dụng công tu mà thấy nó có những cái nghĩa là nhầm lẫn, là chúng ta phải biết cách để mà soi sáng nó lên, chứ không là mình dễ bị nhầm lắm. Thì qua những cái phần chúng tôi đã ôn lại với quý vị ở cái địa thứ nhất và địa thứ hai, thì huynh đệ thấy rõ chưa? Rồi lâu nay chúng ta dễ bị nhầm lắm. Và mình cứ nghĩa là tu hành, mình cứ dựa trên cái thân này, dựa ở trên cái tâm vọng động của chúng ta tu, mà ta quên mất rằng cái này nó chỉ là gì? Cái tạm bợ thôi. Còn cái thực thể của chúng ta là nó đang quan sát, nó đang nghĩa là xem xét tất cả những cái diễn biến đó, thì mình lại mặc kệ nó, mình không có quan trọng nó. Thành ra đến đây rồi á, thì một cái điều cụ thể là gì? Nếu quý vị chỉ tu cái hình thức bên ngoài thì có đắc đạo được không? Tức là mình đã quay nghi tề chỉnh, nghĩa là thời khóa nghiêm túc, không có bỏ một thứ gì cả, thì rõ ràng là với cái hình thức đó người ta rất là nể nang mình, kính trọng. Ô chàng nghĩa là ông thầy đó, một ngày ông ăn có một bữa duy nhất, ông ngồi thiền ba thời bốn thời, ông đi tụng kinh không thiếu, ông rất là tử tế đàng hoàng, vân vân. Thì tất cả những cái đó mới chỉ là cái bề nổi của chúng ta. Còn cái bên trong, chúng ta đã trở về với y chưa? Đó. Nếu chúng ta chưa trở về thì coi chừng cái này cũng chỉ mới là cái bề nổi ở bên ngoài mà thôi. Và cái bề nổi đó nó rất dễ nghĩa là dẫn mình đi đến cái chỗ là mình chấp ở trên những cái sự tướng đó. Còn nếu như chúng ta nhận ra được y rồi thì cái này hai cái nó sẽ là khớp với nhau. Và trong một số những cái trường hợp nào đó, ta làm những cái việc tưởng chừng như là phá giới phạm trai, tưởng chừng như là không tinh tấn, không có chịu tu hành, nhưng mà không phải, cái đó là tùy phương tiện. Thí dụ như những cái trường hợp quý vị thấy trong thiền sử đã nói tới, như ngày Nam Tuyền phải cầm con mèo lên chém, thì rõ ràng là chúng ta sẽ nghĩ rằng ngày sát sanh,
Nhưng mà có phải như vậy không? Thực tế là Ngài đâu có phải có cái tâm sát sanh, mà Ngài chỉ muốn nghĩa là nhắc nhở cho đồ chúng. Hoặc giả là như cái chuyện nghĩa là một thiền sư tới ngày giỗ của bố mình mới nói chi khố à, ông đi ra ngoài chợ ông mua cho mấy chục con gà, nghĩa là về làm thịt. Hôm nay là ngày giỗ bố tôi, để tôi đãi cho đại chúng ăn bữa thịt gà cho nó ngon. Cái bắt đầu ông tri khố cũng xuống, ông sầm xì, ông nói trời ơi bữa nay ông thầy của mình sao kỳ quá, ông đòi ăn thịt gà. Người này sầm xì, người kia sầm xì. Một lát nói thôi, như vậy là ông muốn phá giới thôi, mình bỏ mình đi đi, chứ để mà ở với ông thầy như vậy là mình mắc tội chết. Cái là rủ nhau đi 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 hết. Cuối cùng còn ông thì ông hỏi tại sao ông đi. Nó con tin thầy con đi chi. Nói ông thấy chưa, ta chỉ bày ra có một cái bữa giỗ thôi mà đuổi quách mấy trăm người rồi, chẳng có lợi ích gì cả. Tức là tu mà không hiểu, nghĩa là thầy mình không biết được cái đường lối là cái gì, chỉ cần nghĩa là nghe cái bên ngoài, chỉ cần nghe nghĩa là cái sự việc, rồi thế là tin vào cái nghi ngờ của mình, tin vào cái tập khí thói quen của mình bấy lâu nay, thế là cho rằng ông thầy mình đã sai trái như vậy đó. Tuy nhiên chúng tôi nói như vậy thì quý vị cũng đừng có ý lại. Nhiều khi mình thấy mấy ông thầy mà có cái hiện tượng, mình cũng phải dò xét nha. Biết đâu chừng thực tế là ông muốn ăn thịt gà đấy, không nè, mình phải dò lại. Còn nếu như thật sự thầy mình tu được tới đó, nó là đạt được nghĩa là cái nội tại như vậy, mà cái đó mình không nhận ra được là một sự thử thách sao, phải không nè? Đó, như là hay là cái câu chuyện mà sau khi nói về cái vấn đề vô ngã rồi, ông thầy ông nhổ một bãi nước bọt trên tay này, nếu mà tin tôi thì liếm thử coi. Thế là lập tức rụt rè liền. Nghe thì rất là hay, nhưng mà đi vào là mình không có chỗ sống là mình rụt rè liền. Trời ơi dơ quá mà ông bắt mình liếm. Đó. Nhưng mà có phải thầy mình tệ tới mức độ như vậy không? Quý vị xét coi. Đó. Ông đưa ra một cái việc gì nghĩa là trái tai gai mắt, chắc chắn là phải có vấn đề. Phải nghĩa là để nhằm đánh giá cái gì đó. Chứ không lẽ thầy mình không biết cái chuyện đó là dơ bẩn sao? Nhưng mà tại sao lại phải làm như vậy? Thì như vậy những việc đó, quan trọng là quý vị có chỗ sống đi, thì tự nhiên mình sẽ ứng xử ra nghĩa là đúng thời đúng lúc liền. Còn nếu mà chúng ta còn sống bởi cái thức của mình á, thì là quý vị sẽ so đo liền. Trời ơi cái chuyện này nên thôi hay không nên làm, tin hay là không nên tin đó. Còn nếu chúng ta đã có cái chỗ sống rồi thì tự khắc những cái việc đó không có ngoài mặt quý vị được. Tức là mình không bị lừa. Bởi vì các vị thiền sư mà thường hay muốn thử đệ tử mình là lừa đó. Lừa nó coi nó còn bị rớt hai bên không. Mà hãy nó rớt hai bên nghĩa là biết rồi nó chưa tới. Như vậy thì quý đệ nhớ cho chỗ này nha. Rồi bây giờ chúng ta tới cái địa thứ ba là phát quang. Phát quang có nghĩa là nó sáng. Sáng mà nó nghĩa là chưa phải gọi là cái sáng sẵn, mà cái này là nó phát lên. Chữ phát mà. Phát có nghĩa là nó sáng lên. Thì quý vị nghe đây. Bồ Tát ở ngôi vị này là nhờ đại thiền định nên phát sanh được trí huệ sáng suốt màu nhiệm vô biên, nên gọi là phát quang địa. Thì đến đây mà huynh đệ có công phu rồi thì quý vị thấy cái câu giải thích này sao? Có phải là chúng ta nhờ đại thiền định chúng ta mới phát quang không? Hả? Chúng ta mới nghĩa là sáng vô cùng vô tận không? Đó. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin chia sẻ cái chỗ này, xin thưa với quý vị. Chúng ta không cần phải dụng công đến mức độ đại thiền định đâu. Vì chính cái bản tâm của quý vị, cái con người thường trực đó, nếu nó không sáng làm sao nó biết rõ từng tí của quý vị. Hả? Chúng ta thấy không nào, vừa động niệm là y đã biết rồi. Mà nếu y không phải là cái chỗ sáng tỏ hoàn toàn á, làm sao y biết được như vậy? Cho nên không có cần phải mài dũa cho nó sáng lên, mà nó đã sáng sẵn rồi. Đó, cho nên cái chỗ này quý vị thấy à, bởi vì nếu như mà mình không có phải nghĩa là thâm nhập vào được cái thực thể đó, thì chúng ta sẽ giải thích ở trên từ ngữ là sẽ phải làm cái gì chứ. Cũng như bây giờ mình nói cái nhà này nó bóng là phải lau chùi nhiều lần. Đó, lau chùi bằng cái chất liệu gì thì nó mới bóng. Còn nghe là lâu nay mình nghe là không thể nào mà nó bóng sẵn. Chúng ta đâu có đủ niềm tin là nó bóng sẵn đâu. Mình cứ nghĩ rằng phải lau chùi như thế nào đó, nhiều lần lắm, hay là mài miệt lắm, công phu lắm,
thì nó mới sáng. Đấy, nhưng mà thực tình bởi vì mình chưa tới đó làm sao mình biết. Chứ còn bây giờ đó, quý vị mà đi đến một cái nơi mà thí dụ như mình nói đơn giản là một cái loại đá ngọc nào đó đi, hay là kim cương đi, thì những cái chất đó nghĩa là quý vị thấy có phải là chúng ta cứ phải lau chùi nó hoài nó mới sáng không? Hay là khi mà nó đã thành tựu nó rồi thì sao? Thì nó đã sáng rồi. Bây giờ nếu như nghĩa là mình không thấy nó lấp lánh là tại bụi, nghĩa là bám nó lên vậy thôi. Hay là cái gì che khuất nó. Thì đó cái mặc cảm của chúng ta hiện nay, mình biết mình có cái chỗ nghĩa là sáng tỏ hoàn toàn. Nhưng mà rõ ràng là trong cái đời sống của mình hàng ngày mình cứ bị mê lầm. Tức là cái những cái việc làm giải quyết của mình qua thân khẩu ý thì chúng ta cứ thấy là cứ bị mê, bị lầm. Chập chập thì lại có phiền não, chập chập thì lại có những cái nghĩa là cái sai quấy trong đó. Thành ra mình không tin rằng mình có cái sáng sẵn. Chính vì vậy mà chúng ta cứ mường tượng ở trong nội tâm, muốn tu á, là mình phải làm gì? Mình phải cố gắng, mình lao, mình chùi, mình cẩn thận, mình chuyên cần, vân vân, thì nó mới đi đến đó. Chứ thì xin thưa với đại chúng, cái chuyên cần của quý vị á, là vẹt, tức là tẩy rửa những cái bụi thôi, chứ không phải là để đi lao cái đó. Thì cái chỗ này Ngài Lục Tổ đã nhắc khéo rất là hay giữa cái bài kệ của Ngài với bài kệ của Ngũ Tổ đó. Ngũ Tổ thì của Thần Tú á, Thần Tú thì nghĩa là cứ phải lao chùi thì nó mới sáng. Còn Ngài nói nghĩa là gì? Nó đã sẵn như vậy rồi, có dính có bụi gì đâu mà phải lao. Thành ra chỉ cần như vậy thôi thì chúng ta đã biết rằng cái vị nào đã có cái thực chứng rồi. Cái vị nào đã có nghĩa là nếm trải được nghĩa là cái thực tế đó. Nó phải là đi vào cái thực tế thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy rằng nói đến cái chỗ dụng công như vậy thì không có phải là để lao cái đó. Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng qua cái câu mà các vị vừa giải thích đó, thì lao đó là lao cái thói quen của mình đó, cái tập khí của mình đó, cái nghiệp chướng của mình đó, tức là ngũ uẩn đó, hay là ngũ ấm mà nó che, thì là chúng ta chùi là chùi những cái đó. Cho nên hiện nay quý vị tu á, không phải tu để cho cái tâm mình sáng, mà tu là để sửa những cái thói quen làm che mờ cái tâm của mình đi. Sửa những cái thói quen đó. Mình chấp theo những cái thói quen đó cho nên mình chỉ không còn nhận ra được cái tâm sáng của mình. Thì bây giờ chúng ta tu là sửa chữa, có nghĩa là chùi bớt những cái thói quen đó, thì là lộ cái tâm ra. Như vậy cái tâm vốn dĩ là nó đã sáng sẵn rồi, và nó sáng vô cùng, chứ không phải là do một cái công phu gì nó mới nghĩa là thành tựu được như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ quý vị nghĩa là không chịu lau chùi thì rõ ràng là chúng ta vẫn là tối, là tại vì mình bị cái tập khí nó phủ lên. Rồi bây giờ chúng ta chùi đến đâu thì mình thấy hình như là nó sáng tỏ tới đó. Bằng chứng như là bây giờ huynh đệ ngồi nghe pháp tới đâu thì quý vị có chỗ thức tỉnh, quý vị thấy mình sáng tỏ từng phần. Đấy, nhưng mà đi đến cái chỗ công phu á, một lúc nào mà quý vị bỗng nhiên vào được cái cảnh giới nhất tâm bất loạn thì lập tức là mọi vấn đề rõ biết, sáng hết. Mọi vấn đề là chúng ta sẽ nghĩa là không nghi ngờ. Nhưng mà cái đó chỉ mới là cái gì? Kiến tánh. Tức là nghĩa là nó mới là cái sơ ngộ thôi. Rồi mình dụng công lâu ngày đó, chùi rửa hết nghĩa là những cái thói quen mà nó hết sức là tinh vi, thì tí ở trong những cái đoạn sau á chúng ta sẽ học tới những cái địa khác là có đề cập tới cái này. Tức là mình phải nghĩa là thanh toán những cái nhỏ nhiệm sâu lắng, nó ẩn chứa ở trong cái tiềm tàng của mình rất là kín đáo, thì chờ tới những cái cơ hội này nè nó mới bắt đầu nó lộ ra. Và khi nó lộ ra được như vậy đó là quý vị nghĩa là cứ tiếp tục thì sau cùng là chúng ta sống tới cái chỗ trọn vẹn thì mới gọi là triệt ngộ. Tức là đi được, nghĩa là sống lại được với cái thực thể đó một cách nghĩa là trọn vẹn. Như Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã sống được với cái chỗ đó trọn vẹn và Ngài thấy là không còn bị sinh tử chi phối nữa. Ngài mới tuyên bố ta đã thành đạo, ta đã chấm dứt sinh tử luân hồi. Vì vậy thì ngày hôm nay chúng ta học cái nghĩa là cái phần thập địa này là một cái bài rất là quan trọng trong cái sự tu hành của các vị. Bởi vì nếu không nhận ra thập địa thì coi chừng chúng ta cũng tu mà đi lanh quanh thôi, rồi cũng là phước báo của cõi trời người, chứ chúng ta không có đi đến được nghĩa là cái sự cứu kính giác ngộ giải thoát. Mà mục tiêu của Phật ra đời nghĩa là Ngài chỉ dẫn cho chúng ta, Ngài đã mất bao nhiêu công sức
thể thị hiện qua cái sự nghĩa là xuất gia rồi tu hành khổ hạnh thành đạo, cũng chỉ là nhắc cho mình con đường để mình trở về. Và sau cùng cái bài học mà để cho chúng ta đừng quên là dù là học với các tiên được bao nhiêu thần thông, được bao nhiêu kết quả mà Ngài vẫn không mãn nguyện, bởi vì nó chưa giải đáp được vấn đề cứu kính sinh tử luân hồi. Cho đến khi Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài giác ngộ, nghĩa là suốt 49 ngày đêm thiền định Ngài giác ngộ được lẽ thật. Như vậy thì cái khoảng thời gian đó Ngài không đi đâu tìm kiếm cả, mà Ngài quay lại với chính bản thân mình. Và sau cùng Ngài khám phá ra cái thực thể mà chúng tôi đã giới thiệu với đại chúng, tức là ông chủ của mình là cái con người thường trực. Khi Ngài phát hiện ra được cái con người đó, thì đó Ngài sống với con người đó một cách trọn vẹn và không còn có một cái sơ sót nào nữa cả. Tức là không có nghĩa là những cái vấn đề, nghĩa là nhỏ nhiệm chi li nào có thể ảnh hưởng đến nữa. Thì Ngài đã thấy rõ, nghĩa là manh mối, và hoàn toàn là Ngài đã thấu triệt được manh mối sinh tử, chỗ này là chấm dứt. Cho nên Ngài mới tuyên bố là Ngài đã thành tựu, tức là thành đạo, chấm dứt sinh tử luân hồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng đang chuẩn bị kỷ niệm Phật Đản. Mà nếu huynh đệ chúng ta tu mà không kiến tánh thì như vậy Phật có sinh ra trong cõi lòng quý vị không? Mặc dù Phật đã có sẵn nhưng mà ta chưa thể nào là có Phật Đản. Bởi vì khi nào quý vị nhận ra được cái bản tính đó thì mới gọi là Phật Đản. Và từ đó chúng ta tu hành cho tới lúc nghĩa là trọn vẹn thì mới gọi là Phật thành đạo. Còn mình chỉ làm lễ ở bên ngoài rồi mình hỉ hả, mình nói bữa nay tôi kỷ niệm Phật Đản, tôi ăn mừng thế này, tôi ăn mừng thế kia, mà quý vị thấy như vậy có đúng nghĩa không? Như vậy thì đệ tử của Phật á, ở bên ngoài chúng ta kỷ niệm Phật Đản, bên trong là mình phải kiến tánh thành Phật. Tức là mình phải phát hiện được cái tánh Phật của mình thì mới gọi là Phật Đản trong lòng chúng ta. Còn nếu chúng ta làm ở ngoài, dù hình thức nghĩa là bao nhiêu đẹp đẽ bao nhiêu đi nữa, tốn kém bao nhiêu, huy hoàng bao nhiêu, long trọng bao nhiêu, mà bên trong này chúng ta không biết gì hết, thì như vậy là Phật đó gì? Ta chỉ có nghĩa là Phật quá khứ thôi, chứ không có nghĩa là cái Phật hiện tiền. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni thì Ngài đã thị hiện ở cõi Ta Bà và Ngài cũng đã nhập diệt rồi. Chúng ta chỉ là gọi là làm cái lễ để nhớ ơn kỷ niệm Ngài thôi. Mà không có người nối tiếp thì như vậy liệu chừng Phật giáo còn hay không? Phật Pháp có trường tồn được hay không? Đó, chúng ta phải thấy được cái cốt lõi của nó là gì? Mình phải nghĩa là Phật Đản trong lòng mình thì là Phật Pháp mới mãi mãi bất diệt. Cho dù ở bên ngoài có còn tổ chức được Phật Đản hay không, chuyện đó không thành vấn đề. Nếu hợp thời hợp lúc thì chúng ta nhắc nhở cho mọi người cùng nhớ, để mà cùng kỷ niệm, nhớ cái ơn của Đức Từ Phụ. Còn chúng ta là đệ tử ruột của Ngài đó, tức là mình đã thân gần, mình đã học được Phật Pháp như thế này, thì mình phải làm sao cho Phật Đản sinh ngay trong lòng của mình, qua cái quá trình tu tập là gì? Phải đi đến được cái chỗ kiến tánh, tức là thấy được nghĩa là cái thực thể sáng ngời đó, mà từ đó dụng công tu hành. Kính chúc toàn thể đại chúng sẽ thành tựu được pháp tu ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây cung thỉnh toàn thể đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.